chào, mình là Tùng Vi, sinh viên NIAE, Viện Đào tạo Quốc tế Nguyễn Tất Thành. Chắc các bạn cũng giống như mình, muốn trở thành một sinh viên trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp. Đối với mình, một ngôi trường lý tưởng là nơi các bạn sinh viên sẽ được học những kỹ năng và kiến thức hữu ích cho công việc sau này, là nơi có các thầy cô tận tình và các bạn thật dễ mến. Xin chào, mình tên là Võ Kỳ Thiện, hiện nay mình là sinh viên năm 2 ngành quản trị khách sạn nhà hàng của Viện Đào tạo Quốc tế Nguyễn Tất Thành. Mình có một ước mơ nho nhỏ, đó là được đi làm và đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Vì mình muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, đồng thời mình cũng muốn tìm hiểu nhiều nền văn hóa và có nhiều bạn bè trên khắp thế giới. Để thực hiện được giấc mơ đó thì mình cần phải trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và quan trọng hơn thì mình cần phải có được bằng cấp được các nước công nhận. Học tập để có một sự nghiệp thành công trong tương lai là nhu cầu của nhiều bạn trẻ Việt Nam ngày nay. Với tôn chỉ con đường quốc tế cho sự nghiệp thành công, trong những năm qua, Viện Đào tạo Quốc tế NIAE trực thuộc Đại học Nguyễn Tất Thành tự hào là đơn vị đào tạo được đầu tư chất lượng về nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở giảng dạy học tập. NIAE hoạt động theo mô hình du học tại chỗ. Hiện nay, NIAE hợp tác với nhiều trường đại học cao đẳng uy tín từ các nước Anh, Úc, Mỹ, Singapore, đào tạo các ngành quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, tài chính kế toán. NIAE cung cấp cho người học một môi trường học quốc tế đầy năng động và thân thiện. Với kiến thức kỹ năng thực tiễn, văn bằng được công nhận trên toàn thế giới, NIAE tự hào cung cấp cho các bạn trẻ Việt Nam một nền tảng vững chắc cho tương lai. I chose to work at NIAE because of its outstanding reputation as an international education provider. At NIAE, our common goal is to provide students with learning opportunities that will allow them to gain skills and passion to give them a competitive advantage over students from other institutions. I'm optimistic and confident that our institution and our students have a bright and positive future. Thank you. Em đã tự tin hơn rất nhiều về khả năng tiếng Anh của mình trong chuyên môn cũng như là khi giao tiếp hàng ngày. Những tiết học trên lớp luôn mang lại cho chúng em sự hứng thú khi được cùng bạn bè và thầy cô học tập và cảm nhận sâu sắc về bài học hơn. Em chúc cho em và tất cả các bạn đang học trong viện NIAE sẽ gặp được nhiều thành công trong cuộc sống. Having a really exciting time in Vietnam, especially at NIAE. I thought that the language and the culture would be a big difference, but actually it's no gap at all. It's really exciting to study at NIAE, and I wish all the students in the future at NIAE all the best. Thank you. Như UNESCO đề xướng tại Viện Đào tạo Quốc tế NIAE với phương châm học để biết, để làm, để chung sống và để tự khẳng định mình. Sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành, thực tập, các kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo giúp cho sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho nghề nghiệp sau này. Chiến lược đào tạo của viện là đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực cho Việt Nam và quốc tế bằng việc duy trì, phát triển mối liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, giúp sinh viên tự tin với khả năng áp dụng các tình huống cụ thể, thực tiễn. Được học tại viện NIAE, em thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự tin hơn rất nhiều, nhận thức các kỹ năng, phương pháp giảng dạy linh hoạt và tinh tế. Từ một đội ngũ giáo viên đầy nhiệt tình với sinh viên, em nghĩ rằng đây là một môi trường tốt để cho tụi em phát huy hết tài năng của mình trong tương lai. Hơn nữa, với một mức học phí vừa phải, văn bằng quốc tế được công nhận trên toàn cầu, đây là những hiện thực mà sinh viên trường NIAE được có. Xin chúc tất cả các bạn sinh viên trường AAE đạt được ước mơ của mình.